cách nuôi cá con mới sinh. Lớn lên nhanh chóng, muốn cá con lớn nhanh. Sau đó, chúng ta nên bắt đầu cho nó ăn vào ngày hôm sau. Không cần cho ong, tôm, muối, chuột đỏ. Cho ăn một ít thức ăn bột dầu protein có thể phát triển nhanh chóng. Không cần bảo quản lạnh, không cần có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Dù là cá trưởng thành hay cá con mới sinh, tất cả đều có thể ăn. Cá lớn cũng có thể ăn được. Nó có thể được ăn từ khi cá con nở cho đến khi chúng lớn lên.